giờ tiếng Anh. Với tay lên cái kính khoác chiếc áo phong trần, đứa lớn đứa bé mỗi đứa một nơi, vào mạng mà xem chú đang chém tới bơi. Bố ơi, con đi tập thể thao, vận động cho toàn thân năng lượng luôn rồi sao? Bố ơi, TV đẹp làm sao? Đặc biệt hơn khi mua ta được phát thẻ cao. La 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 la, những yêu thương còn trong bữa cơm gia đình rộn ràng hơn là khi chúng ta gần nhau. Tháng năm trôi, cuộc sống tuyệt vời. Gia đình online. Chị Yêu. Sao trông chị mệt mỏi thế ạ? Không hiểu sao người chị như là sắp ốm đến nơi rồi. Sáng ra một cái người ngợm nó đau tơi tả, rời rã hết cả chân cả tay ra. Mệt cũng làm gì em ạ? Làm sao mà tự nhiên lại như thế không ạ? Chắc là đêm hôm qua chị ấy đi bay lắc đúng không? Chị à, gần đấy chị Quỳnh rồi đấy. Giống gì chị thấy bình thường mà. 2 giờ sáng chị đã về đến nhà rồi. Mà này, hôm nay trông em khác đấy, có vẻ vui vẻ. Có gì đâu ạ chị? Chả là nhà em sắp đi du lịch chị ạ. Du lịch á? Đúng thế, suốt ngày đi vu đó đây. Thế định đi du lịch ở đâu? Em cũng không biết nữa. Chắc là mẹ em đi du lịch nước ngoài. Mẹ em đang xem là đi nước nào thì phù hợp với kinh tế của gia đình ạ. Ú hợp kinh tế gia đình, nhà em thiếu gì tiền, muốn đi nước nào cũng được. Nhưng như chị đi này, chưa được đi nước ngoài lần nào. Thôi hy vọng sau đấy được anh Tây đen. Đúng may là con mấy bộ sức ngoài. Tôi thấy gia đình bà đi Hawaii được đấy. Mùa này thời tiết ở đấy dễ chịu lắm, mà đấy có nhiều cái chơi nữa. Cậu có thể lướt ván này, lặn biển ngắm san hô này, còn xem cá heo nữa. Mà đi Hawaii cái tầm này á, cậu không sợ núi lửa phun trào? Cũng điên à? Đấy là thiên đường du lịch đấy. Đúng là không có tiền, tầm nhìn hạn hẹp. Thôi đi bà nội ơi, ai mà chả biết nhà bà giàu, đi du lịch như đi chợ. Hay là đi Hàn Quốc được không ạ? Tự nhiên hôm qua xem mấy cái phim Hàn Quốc ấy, muốn đi du lịch Hàn Quốc ngắm hoa anh đào ghê ấy. Hoa anh đào ở Nhật Bản cơ mà. Tôi dạo này đang mê anh Huyên Bin đẹp trai. Giá như mà một lần được chạm vào vai anh á, tôi sẽ hạ cánh lên thật nhẹ nhàng. Không, thôi đi, nghe quá đấy. Mà cậu đã chuẩn bị cái gì chưa? Chuẩn bị là chuẩn bị gì? Trời ạ, đúng là cái người chưa đi đâu bao giờ. Cậu có hộ chiếu chưa? Visa nữa, lại còn phải mua đồ đi dạo biển, đi tắm biển, kính mát, túi, kem chống nắng, kem dưỡng da, với cả phấn trang điểm nữa. Cậu không rồi, tớ cần những cái đấy để làm gì? Ô, thế chẳng lẽ cậu đi leo núi à? Nếu mà đã đi leo núi thì cần phải có thuốc chống độc này, thuốc tiêu chảy, túi ngủ, kẹo, bánh còi nữa. Điên à? Đi leo núi để chân to như chân voi à? Thật là phải mua nhiều đồ như thế á. Nếu cậu không muốn đi biển về mà đen như con chó mực, cậu không cần phải chuẩn bị cái gì cả. Có khi cứ phải mổ lợn thôi, bao nhiêu năm tích góp đấy là quỹ để tớ chống lầy đấy. Đập đi chứ còn gì nữa, bây giờ không mổ thì bao giờ mới mổ? Sau này á, lấy chồng bố mẹ cậu lo cơ mà. Đi đâu thì đi, tuyệt đối không được tiền. Ơ, sao thế ạ? Em thấy đi ấn được mà. Ra ngoài đường ai cũng đeo cả tạng vàng chứ người. Nhìn thôi lại thăng trọng đó. Em ấy, đúng là cái tầm nhìn không vượt qua cái ngọn cỏ. Đúng, bên đấy tuy là rất tốt, nhưng mà là rất tiếc với các chị em. Anh Khải, anh nói thế là sao ạ? Em không hiểu lắm. Anh giải thích cho em đi ạ. Ở ấy, tỷ lệ phụ nữ bị hiếp dâm quá là lớn. Ra đường bị hiếp dâm, vào trong ngõ cũng bị hiếp dâm. Nguy hiểm vô cùng. Hiếp dâm hả? Cảm thấy đi hiếp dâm. Không, thì em không phải là như mọi người nghĩ đâu. Tại vì các thành phố của Ấn nó văn minh mà, không phải là có mỗi cái chuyện đấy đâu. Em mới sợ thế.
Mà như kiểu em á, giữa việc là lựa chọn việc hiếp dâm thì thôi, thả em sẵn sàng tình nguyện thôi. Đây này, anh thích cái suy nghĩ của em. Tội gì mà phải cướp? Không ơi, thấy thả. Đánh đập cho nên khổ. Giữa cái việc đánh đập với cả là sẵn sàng nằm thủ dụng như vậy là sớm hơn. Này này, hay là đi Paris đi, thành phố của những ánh sáng thơ mộng. Sang đấy mà gặp Diêm Vương, các em non và xanh dễ sợ luôn. Không nghe thời sự, không đọc báo, không nghe đài, không thấy tình hình thế giới là bây giờ đang ở nhiều nơi hỗn loạn, đánh bom liều chết các kiểu. Eo ơi, nói như anh ấy chứ chả biết được bao giờ mới đi nước ngoài. Em cũng mong chuyến đi này lắm ạ. Em đã sắm bao nhiêu đồ, quần áo, giày dép, túi sách, kính mắt nữa, tốn cả chục triệu chứ. Ôi đúng là con gái sếp có khác, em ăn chơi thế. Lâu lâu mới đi nước ngoài, mình đầu tư một lần không sao cả, mình là người có tiền. Thế nào, mấy mẹ con ở nhà đã tính toán bàn bạc đi đâu chưa? Sao tháng này chi tiêu cái gì mà hụt ngân sách không ạ? Bố hỏi đi đâu rồi mẹ? Hay là nhà mình đi châu Âu đấy mẹ? Châu Âu á? Mẹ đang tính là đi đâu gần gần thôi. Một hai tháng nay mẹ cứ rời đến sổ sách, không hiểu làm sao. Lại hụt nhiều quá không ạ? Hụt là đúng rồi. Thế bà xem, tháng vừa rồi rồi ma chay cưới hỏi rồi là khánh thành nhà sinh nhật, chỉ ra một mớ còn gì nữa. Cái này thì tiền đâu mà đi du lịch thì du lẽo nữa. Mẹ không được thay đổi kế hoạch đâu đấy. Con nó mua một đống đồ rồi ấy kìa. Đúng đấy ạ. Nếu mà mình không đi được châu Âu thì mình đi châu Á, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng được mà. Con là nói đúng đấy. Bây giờ đi du lịch cũng không tốn kém lắm đâu. Đúng đấy mẹ ạ. Không kém là không tốn kém thế nào. Cả nhà mình á phải hết 100 triệu. Các công chúa của bố kia yên tâm, chắc chắn bố sẽ tổ chức đi. Mới lại lâu rồi nhà mình không đi cùng nhau, bà cứ làm các con cụt hứng. Chi thêm một tí đáng cái gì? Không đáng là không đáng thế nào. Mấy hôm nay dịch bệnh thì triền miên, núi lửa động đất rồi bạo loạn, tôi phải lên mạng tôi nghiên cứu kỹ rồi nhưng mà cũng chưa biết phải làm thế nào. Không phải là tôi không muốn đi đâu mà ông cứ... Đấy là tôi cứ nói thế. Tôi lạ là gì tính bà? Tính tôi làm sao? Tôi cẩn thận là đều vì cái gia đình này, chứ không phải là tôi lo cho bản thân tôi đâu. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Ôi trời ơi, nước mây trời đây là chị đâu hả? Hay không chị thì ai? Hôm nay chị đi đâu mà mặc điệu đà thế hả? Với cả chị hết ốm chưa? Hết đau mỏi chưa? Ôi dồi, hết rồi. Quốc Hoàng Thấp Linh, cảm ơn em đã cho chị cái này nhé. Tôi uống xong 2 ngày bay hết cơn đau, không có đau tí nào nữa, khỏe mạnh như không. Vâng, sản phẩm của Dược Á Âu mà, cũng là đối tác của công ty mình. Em lấy ở trong tủ thuốc của công ty. Thế hả? Mà hôm nay chị đi đâu mà nó sexy thế? À, hôm nay chị có hẹn. Hẹn anh bạn người nước ngoài mới quen, vui lắm, thích lắm. Trời ơi, kinh quá nha, có bộ nha. Thế mà cứ giấu chị em nhá. Thì mới quen, cứ giấu gì đâu, đang định khoe đây này. Thời gian tới nhá, chị còn được anh mời đi sang Úc. Anh là người Úc mà, sang đấy để ngắm căn cứ. Thế nhưng mà chị còn phải suy nghĩ là có nên đi không. Trời ơi, thật đi luôn đấy chứ Linh. Này, ở công ty mình nhá, chị Linh chính là sướng nhất nhá. Vừa được ăn trí tây, lại còn được ngắm thú nữa. Nhà em đi đâu nhở? Tối nay mẹ em mới quyết làm cho em á một đống đồ. Thật không biết tiết kiệm là gì. Thế mà cứ đòi đi Âu với đi Mỹ. Ba bố con về rồi đấy à? Vui không? Vui không? Đi với bố là chỉ có vui à. Chẳng mấy khi gia đình mình đi cùng nhau ấy. Vui vẻ quá nhỉ. Này, sao lại mua nhiều đồ thế này hả các con? Quỳnh Chi à, con lấy tiền đâu ra mà mua lắm đồ thế này? Con phải đập con lợn tiết kiệm của con đấy.
bảo là bao giờ lấy chồng mới đập lớn. Này bà, thế bà đã tính đi đâu chưa? Mấy khi gia đình của mình mới có dịp đi du lịch cùng nhau, bà phải thoáng thoáng lên cho các con dễ thở một tí. Ôi trời ơi, trời cao đất dày ơi. Chồng tôi đang trách tôi là làm các con nó khó thở. Thế ông nói như vậy là hóa ra tôi bóc cổ chúng nó à? Ôi trời ơi, tôi đến tăm sông mà chết. Thôi tôi lên trên nhà tôi đi ngủ. Mai tôi sẽ quyết định là đi đâu. Rùi ra. Mẹ, ba. Mẹ, lại rồi. Suốt ngày rỗi. Mọi người đoán xem nhà sếp sẽ đi đâu. Với nhiều năm kinh nghiệm và xếp theo cái độ keo kiệt của chúng tôi, tôi cám chắc Quỳnh Chi chỉ có thể đi được những nước như Thái Lan, Đài Loan, quá lắm là Malaysia thôi. Các em ấy là phải học tập cô Liễu đấy, nghe chưa? Lên ba lên sàn nhiều mà không ngạch một quả chuối nào. Nè, bây giờ người ta đi ngắm chim cả bắt thú ở bên ở bển rồi. Các cô vẫn còn đứng đây. Chuẩn đấy. Kìa, chị Liễu với là Quỳnh Chi. Sao tưởng hai người đi sang bển để bắt chim nuôi thú thì cứ rời đi đi có một hôm lại về này. Du lịch nước ngoài cái gì ạ? Mẹ em phạt ba đứa con vì cái tội chi tiêu hoang phí. Thế nên á, chỉ cho đi du lịch trong nước thôi. Không, thế đi đâu mà đi du lịch? Đi Quảng Nam tập học. Ôi giời. À, thế còn cô Liễu tưởng đi Úc cơ mà. Úc cái gì có mà đi Úc thì có ấy. Ôi giời ơi, này hãng cực kỳ luôn nhá. Lão bảo là muốn gần một cái thiên nhiên để giúp em giảm béo, rồi giúp em thế này để phơi nắng thế này thế nọ thế kia. Thế xong là lôi em đi sở thú, lấy bề mặt ở đấy một ngày để xem thú. Về đây nhìn nhìn đi xem có giống con tinh tinh đâu. Natto Spence hỗ trợ tan cục máu đông. Natto Spence hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và di chứng do tắc mạch người ơi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Natto Spence, Natto Spence, mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Natto Spence, Natto Spence. Natobet, món quà cho người tai biến mạch máu não đột quỵ do tắc mạch. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chỉ cần làm được sống khi được là chính ta, dạy cho con buồn vui và những điều phải trái, âu cũng là trách nhiệm bởi cha mẹ chúng ta. Bước xuống phố trông phải thật bảnh bao, quay đứa bạn cùng tim tóc hôm nay thật ngầu. Thấy chú cũng có lớn nhưng nói thật một câu, tò mò hay khám phá lắm lúc cũng đau đầu. La 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 la, những yêu thương còn trong bữa cơm gia đình rộn ràng hơn là khi chúng ta gần nhau.